Lâm xin chào quý ông bà cô chú nha. Thì hôm nay Lâm có ghé đến đây thì nhà của anh Kiệt với chị Nhi, thì vô tình bắt gặp ảnh múc cái thùng nước ở dưới sông, thì ảnh không có lóng phèn chân mọi người, thì ảnh với chị Nhi múc lên là dùng luôn. Thì Lâm mời cô bà cô chú theo dõi câu chuyện của anh Kiệt với chị Nhi như thế nào, mời cô chú theo dõi nha. Má không vậy? Rồi cái chai của em đâu không múc một chơi cái này trời. Má không gì? Nhi bây giờ không mấy Nhi với Kiệt qua nhà ở nhà của tôi đi. Biết không? Hả? Cô tôi vô đây hả? Ừ. Chịu không? Bớt thà thẻ nữa. Hai đứa qua ở đây làm con nuôi đi. Bữa nay. Rồi tới cái này tới buổi cơm sáng của Kiệt và Nhi à. Không quá ha. Kìa. Đó, hột vịt. Hột vịt ngon không Kiệt? Thơm phức ha. Ơi. Mình anh có rửa không vậy? Không. Không. Ừ. Thiệt để gì luôn rồi. Anh ăn ôm luôn đi. Không ăn thôi. Không ăn thôi, cái hột vịt đó mình lột ra mà. Tính trong cơm rồi sao? Không ăn thì thôi. Ừ. Rồi ngồi tao đi ăn phở. Đó, ngồi tao đi ăn phở. Không ăn mỡ thôi. Ngồi tao đi ăn rồi quay hả? Đi ăn rồi quay đi. Còn mình nói cái gì trời. Đúng rồi. Quýnh thì không dám quýnh là nói chân ba học luôn hả vậy hả Kiệt? Ừ. Rồi không chừa vợ luôn hả? Nói chơi mà. Trời ơi em kể sự tích cho anh nghe. Ổng ăn mà tới cộng đồng mạng mà nói mà em nhiều lúc em binh ổng thì cô em nhìn lại cái hôm qua cái em suy nghĩ lại. Vậy là mình binh chồng mình sai rồi. Mà hôm qua ổng có một cái còn hơn cái máng heo nữa. Chết mẹ. Đồ ăn ha một hơn luôn. Em nói trời là trời ông sợ tôi với cha với mẹ với ăn hết đồ ăn hay gì mà ông quất dữ vậy? Trời vô vậy nè. Nói hàng chi cộng đồng mạng nói đúng quá trời. Tôi suy nghĩ là tôi bên ông là tôi sai. Rồi, tao nói đúng chứ có nói sai đâu mà bên. Mình suy nghĩ lại cái đồng đúng rồi, quá chính xác rồi. Tôi nói trời ơi ông ăn từ từ đi. Không có dành ăn hết đâu. Con này. Rửa cái nồi đó kìa. Rửa cái nồi. Rửa cái nồi nhỏ ra. Kìa con nghe kìa. Phải rồi, lỡ tay biết là cũng cho anh ba ăn cho đó. Em nấu ăn đâu. Đúng rồi. Trời nó mặn chát đó. Nó mặn chát. Rồi cho từ từ. Ủa dạ. Hột vịt. Coi như là em đút miếng rồi em ăn đi rồi đó. Bây giờ mình không có muỗng đường thì mình ăn vậy đó. Vợ chồng. Không, vợ chồng có nhau thấy vui không? Ừ. Đó, hai người ta ăn xài rồi bạn cũng ăn xài luôn đi. Bạn chiều nay mua số xuống. Nổi đùm lum rồi. Không đợi con ra tay em đau mà mẫu ăn rượu nó đau. Hôm qua bà Tám mới đưa cho em có một tầm em giấy nó ra mũ trong đây rồi. Nó ra có nó đỡ rồi đó. Cái mấy bữa lại nói chuyện không có gì đâu. À. Bà ăn cho em đi lấy cái tay đó. Còn tự đâu phải đâu. Uống ghê luôn trời, hôm qua hái non xèo ha, xanh dần, bữa nay con nè, bữa nay cho người ta cũng lấy, ta nói cho tao về mà không tao lựa lại tao mệt. Ta lựa cái nào non người ta hái già hái chi? Đâu có, tại hôm qua non lắm, tại vì nó úa rồi nè. Ừ. Với hôm qua em nghe người ta nói em ta xịt thuốc sâu đó. Các em phải ngâm lại. Ăn cá rô. Hai chồng Kiệt tình quá. Thấy gầu quá gầu thiệt chứ. Anh giờ anh mua 4 cái chén vài cái muỗng cho cái hết ham thiệt. Ừ, hết ham. Thấy hết ham luôn. Ừ. Rồi nhiều lúc mất cỡ. Yeah. Hai vợ chồng mà chén cũng không có mà ăn, rồi tô cũng không có luôn. Ở chảnh nó nên cái đứa nhỏ chảnh á, em nói anh nghe nó nặng em cũng dám nói, nó sợ người ta hiểu lầm, người ta em ghét con người ta. Vậy ha. Dạ, bởi vì nó tin à. Cái bữa đó bức xúc của em mới lên em mét luôn. Cái ra hỏi tầm nó đánh á, tôi nói tờ la lớn, tôi cũng dám la lớn. Tôi sợ hiểu lầm tôi, nói tôi mày ghét con tao gì mà mày làm mày chửi nó, mày la nó hoài vậy. Ừ. Giờ tôi nói thật, nhà tôi giờ không còn cái chén ăn cơm, có cái tô mà hai vợ chồng đứa ăn trước đứa ăn sau đó. Con ơi, có kìa. Rồi xả nước xuống. Lóng vậy trời ơi. Nước mới múc dưới sông chưa có lóng chưa mà uống rồi Kiệt. Ông đại có chết đây rồi. Uống nó mát hả? Mát. Lụm cái lon đó đổ vô uống luôn. Mát ha. Rồi tưới cây. Ủa tưới cây cũng nửa rồi sao? Anh đi đường đó anh thấy chân không? Tưới chỗ này dưới nước nhẹp nó đén. Đuổi luôn. Nước nhẹp á. Sao không phát lên cái bụi cỏ bển kìa rồi lại trồng cây bển. Bó tay Kiệt. Rồi thua. Thua luôn. Ngon vậy. Có bữa không có gì ăn hết trơn. Sao mà mẹ chồng ăn cơm? Ừ. Chồng ăn rồi đó. Nè. Uống cạn nước rồi cho uống luôn không? Con chúa mà. Đưa con chúa thì nó uống nước. À. Thì Dung. Không ăn cơm. Nước, con gái mới về nhà chồng. Mắc bới hay gì? Con gái mới về ha. Con gái mới về nhà chồng. À. Kêu mẹ chồng ở đây này ngồi đút cho ăn luôn. Ừ. Qua đây ngồi ăn cơm chung nè, đút cho mẹ chồng luôn. Có trứng nè. Ừ. À, trứng cá nè. Qua đây nè cô Dung. Qua đây. Có trứng cá nè. Bạn gái ăn trứng cá rồi, trứng cá nè. Qua đây đút trong miếng. Thôi qua đây nè cục cưng. Qua đây mà trục vàng tưng qua đây hiểu không? Không. Trời ơi, ngồi chứ mẩy kìa. Ngồi cái giò chứ mẩy kìa đã không? Tướng cô Dung ngồi sang ghê ta. Chúng ta mình ngồi mình thọc hang. Rồi thọc cây vô chổng em đó ha. Có gồ lương chổng vô. Qua bắt ở đâu? Ừ. À bên cái mương mà. Bả thì bả thấy nước gì bả tát, bả cho bả tát rồi bả cười ha, mình nước thôi, cái gì vậy? Ủa đi đóng hài, đi hát ở đâu vậy? À. Gì vậy? Đi đâu? Được rồi cha ơi, em phơi nắng đi cha ơi. Hồi nhỏ anh cày luôn, cày tơ đó. Đó là cày sữa, cày hấp rồi tôm. Ăn hết cái nồi đó không Nhi? Nóc hết trơn. Nóc hết trơn. Sao mà ăn cơm mà cái môi chè dưới thằng á? Lúc cũng muốn giường. Em nghèo chứ em quen rồi, ăn cái gì cũng phải có canh đó. Bây giờ thường anh vô rồi toàn thấy nấu canh với ăn đầu xào rồi ha. Mà thường thấy có canh nhiều. Rau nhóc trần. Không có, không phải này tại cái khẩu vị mỗi người khác nhau. Người thích ăn khô, người phải ăn thích có ăn canh, người canh thì không thích ăn canh ăn đồ xào. Cô Dung thích ăn gì cô Dung? Cái gì cũng đủ luôn. Miễn có ăn hả? Canh ha. Để chút nữa cô lấy ra này luộc. Em làm luôn. Các bạn đâu biết làm đâu. Con dâu mới về nhà chồng mà. Ừ. Mát không vậy? Rồi cái chai của em đâu không múc một chơi cái này trời. Mát không Nhi? Nhi bây giờ không mấy Nhi với Kiệt qua nhà ở nhà cô Tư biết không? Hả? Cô Tư về trái hả? Ừ. Chịu không? Bởi thật nữa. Hai đứa qua ở đi làm con nuôi đi. Quánh có nhà cửa luôn, ở luôn. Thôi. Không chịu ha. Không phải không chịu, sợ nhiều lúc mà mày bắt hiếu. Rồi cá gì đâu bắt hồi nào đâu, nó muối rồi hay vậy? Em muối rồi hả? Muối rồi hả? Bà thấy cái chảo nó chiên của tôi đâu? Ở trên luôn hả? Nó sạch không á? Để nó chút xíu nữa coi nó đi mày vậy. Dạ. Biết rồi. Cái đó tôi chiên cho bạn đó. Trời ơi. Cái này dâu này dắt dâu chua quá. Dâu chua hả Nhi? Cười. Rồi giờ đánh. Được gỗ cá rồi. Để nguyên gì đó thôi chứ không mặn quả bụng nha hả? Cái đó là chiên phơi khô, chiên giòn đó mà em ơi. Thôi mũi quá, mũi cắn em quá, em tẩy vô luôn rồi. Em gớm muối em mớp luôn, em tẩy luôn rồi. Ê, không mớp bụng không gì hết. Với bằng gô non đâu có gì đâu. Với bằng nó cuộn sạch nữa. Đâu có người nào ở đó đâu mà mình nói nó có cái này dơ. Cá trong gà nó kỹ. Chiên quá. Tắt cái thuốc kìa. Chiên lại nó ngon hơn anh ơi. Kẹt, tắt cái thuốc kìa. Bắt đi chạy. Không ở dưới mà nó bắt gì chạy. Nó lên đi bắt đi chạy. Lò cắn ở đâu. Nó có cành nữa. Nó cành ha. Hả, lấy cái đó có cành hả? Nó bự đâu. Rồi biết. Rồi mới ăn cơm mình nấu canh gì nữa? Canh cho mẹ chồng ăn. Mớp nè, mớp nấu với cá. Mớp hả, đưa đây em làm cho. Anh làm được hả? Đâu để coi Kiệt nấu món mớp mà nấu canh sao nha. Rồi thôi thì tạm dừng cái video đi đi. Để coi Kiệt nấu cái món này món gì cái nhà. Có theo dõi làm sao? Hay là lỗ tai em lãng ta? Nấu canh mớp cho... Cái gỗ đâu? Cho mẹ với cha của Kiệt ăn nha. Để coi Kiệt cái chế biến như thế nào. Món này xào hay gì sao Kiệt? Xào hay sao? Hả? Dạ, anh ơi, đợi mẹ lấy cái gỗ ra cho anh đựng nè. Đó, gỗ dưới sàn á. Đó, trang. Cái gỗ đó mà không lấy. Này chế biến mớp này nấu gì Kiệt? Canh. Nấu canh ha. Để cho vợ ăn cơm. Cho vợ ăn cơm. Cái đồ canh qua tôi mệt quá. Giờ canh qua tôi mệt quá. Mệt chồng quá à. Không thương rồi nó không thương đây, còn thương mình là làm cho mà nó mệt này mệt nọ rồi thôi đừng làm. Làm mà nó mệt này thấy ăn cũng không ngon hay gì? Đúng rồi. Thương vợ mà nó mệt này mệt nọ là buồn lắm. Cái ăn không ngon đâu. Cái hồi kéo nhau đi ăn lẩu. Ăn lẩu luôn. Ăn lẩu luôn. Đi kéo cái chỗ nào mà có công tương của Mỹ Dục á. Có công tương ở ngoài Hồng Ngựa. Đó thôi công từ thiện. Vô công từ thiện ăn đi. Ngon lắm. Ở đó bán ngon lắm. Ở bên đó cho cơm ngon lắm. Hồi đó hai vợ chồng ở dưới Dạ Cầu đó. Rồi là chuyên gia đi lại, chồng đi đạp xe đi lại đó. Hồi đó em có chiếc xe đạp một anh Hồ Tiến. Mà chồng em á. Hồi đó nó xuyên nó giỏi lắm nha. Nó hiền nữa, không biết sao bây giờ làm như có Nguyễn Nhật hay không. Bữa đó tôi với mẹ chở sao rồi cái... bà này mới lọt dưới đường luôn á. Đóng bà chứ xe đạp mà đóng bà lọt đường luôn. Mà đó chứ là đó vui ha. Ở đó ông này không hiền. Này chồng em á, ở đó ông hiền lắm, bởi vì em thương. Rồi lý do này sao về dữ rồi? Không biết nữa. Phải chi ổng có được vô máu á, em nói em đổi thừa máu. Còn lần này ổng với em không vô, nghe tới bệnh viện là cái mặt mày ổng còn miếng máu nữa mà. Mỗi lần ổng bệnh cái em đưa đi bệnh viện là ổng khỏe liền. Cấp đó mẹ chưa gặp thằng Kiệt luôn. Chưa gặp thằng Kiệt đó. Vụ gì đó. Kể ra cha. Anh thấy con mèo hả, mèo con không? Bụt bầy. Hốt không? Hốt bữa vô trong cái vỗ. Được đi, cái biết sao em thương ảnh là gì không? Tánh ảnh thương động vật lắm. Với mà ổng thương nhất là những con nhất là chó phải không? Ổng mà thương rồi ổng thương ha, ổng thương tới nỗi ha. Chá, mất đi rồi á. Cái ổng phải rửa hình. Ổng còn da đốt nhang ổng vái con ơi. kiếp sau con làm người nha, đừng có làm thú nữa nha con. Quả hình rồi ha, quả hình rồi lên rồi gặp ngay cái ông quả hình đó, ông cứ tốt bụng quá, một con một là ra hai con vậy hả? Gặp con sau này cũng giống hình với thằng trước vậy đó, cũng đi luôn à. Dạ hai anh em ngọn lượt luôn đó. Dạ, nuôi tổng cộng hồi đó giờ là nuôi mấy con rồi? Nhiều quá đếm không hết. Còn lúc mà ở nhà quan phải không? Ừ. Hai vợ chồng em hốt nguyên một bầy chó về nuôi, bắt cha cũng nuôi. Mà đó ai nguyên gia đình em đâu có gạo ăn đâu anh, nhưng mà thương động vật. Giờ người ta bỏ gì biết bỏ nó đâu, giờ mình cứ nghe nó khóc la hoài chịu không nổi. Thôi hốt về.